Trung Quốc đang viết lại lịch sử về coronavirus khi cử đội ngũ chuyên gia y tế đến các nước trên thế giới. Coronavirus được bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc và cho đến nay đã lan rộng sang hơn 108 quốc gia trên toàn thế giới và làm cho hơn 125.000 người nhiễm bệnh, trong đó có hơn 4.600 người đã tử vong. Tổ chức WHO cũng đã chính thức công bố COVID-19 là một đại dịch mà toàn cầu đang phải đối mặt. Giới phân tích cho rằng, có nhiều khả năng COVID-19 là một loại virus nhân tạo đã bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm tại Trung Quốc. Song cho đến hiện tại thì khi hầu hết các ca nhiễm bệnh bên ngoài Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng không ngừng, thì tại chính nơi khởi phát, số ca nhiễm bệnh ngày một thuyên giảm, thậm chí một ngày chỉ có 19 người nhiễm bệnh mới, trong khi tại Ý một ngày xác nhận hơn 1.000 ca nhiễm bệnh và hơn 100 ca tử vong. Các nước châu Âu khác hay là Hoa Kỳ thậm chí cũng đang phải lúng túng trong việc đối phó với trận đại dịch toàn cầu này. Thì nay, Trung Quốc bắt đầu loan tin nước này đang trên đường thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Khi ông Tập Cận Bình đến thăm Vũ Hán trong những ngày vừa qua, ông đã khẳng định cho thế giới thấy rằng Vũ Hán đã đảo ngược tình hình dịch bệnh COVID-19. Trong bài phát biểu hôm ngày 10 tháng 3, ông Tập đã nhấn mạnh như sau: sự lây lan của virus corona về cơ bản đã được khống chế. Việc ổn định tình hình tại đây đã tạo ra thành công ban đầu. Chuyến thăm của ông ta cũng mang thông điệp rằng Trung Quốc đã kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả và các nước khác nên học tập noi theo. Trong khi đội ngũ chuyên gia y tế Trung Quốc lên tiếng tố cáo Đảng Cộng sản nước này, thì Bắc Kinh đã bắt đầu cử đội ngũ chuyên gia y tế đến các nước chống lại virus corona. Hôm ngày 11 tháng 3, khi cả thế giới xót thương nước Ý chỉ vì trong một ngày, số ca nhiễm bệnh của nước này đã tăng thêm hơn 1.000 ca. Tính đến thời điểm hiện tại, số người nhiễm bệnh tại Ý đã là 12.462 người, trong đó có 827 người đã tử vong. Bắc Kinh ngay lập tức cử một nhóm các chuyên gia y tế đến giúp Ý chiến đấu với coronavirus. Đồng thời, truyền thông địa phương lan tin cho cả thế giới biết rằng, Hội chữ thập đỏ Trung Quốc đang dẫn đầu một nhóm các chuyên gia y tế đến Ý vào hôm ngày 10 tháng 3, mang theo nhiều vật tư và thiết bị y tế. Nhóm nghiên cứu gồm 7 thành viên, bao gồm một chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, 2 chuyên gia về bệnh hô hấp của Bệnh viện Đại học Tứ Xuyên. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù bản thân Trung Quốc cũng đang rất cần vật liệu y tế, nhưng Trung Quốc sẽ khắc phục những khó khăn ấy và cung cấp viện trợ vật chất, bao gồm khẩu trang cho Ý. Và Trung Quốc cũng sẽ tăng xuất khẩu vật liệu và thiết bị để đáp ứng những nhu cầu cần thiết của Ý. Nếu phía Ý yêu cầu, Trung Quốc cũng sẵn sàng cử các đội y tế đến hỗ trợ. Trước đó, thì Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ tương tự cho Iran và Iraq để ngăn chặn sự lây lan của virus. Tân Hoa Xã là hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc hôm ngày 8 tháng 3 đã loan tin. Trung Quốc gửi một nhóm chuyên gia kiểm soát dịch bệnh đến Baghdad và dự kiến sẽ ở lại Iraq trong một tháng để giúp nước này xét nghiệm, điều trị và chăm sóc, theo dõi bệnh nhân. Đồng thời, Trung Quốc đã quyên góp 20 triệu Mỹ Kim cho Tổ chức Y tế Thế giới như là một phần chia sẻ cho toàn cầu vào nỗ lực ngăn chặn dịch coronavirus. Trung Quốc cũng đã quyên góp các vật tư y tế như là khẩu trang bảo hộ, bộ dụng cụ xét nghiệm cho một số quốc gia khác bị ảnh hưởng như là Pakistan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong tình thế này, từ một nước bị lên án chỉ trích vì thói quen ăn động vật hoang dã dẫn đến sự xuất hiện của loại virus đang tàn phá nhân loại, thì giờ đây Trung Quốc lại đóng vai là một đàn anh lớn trên toàn thế giới, đang hướng dẫn cứu trợ những quốc gia khác đang bị thiệt hại về COVID-19. Phải chăng Trung Quốc đang viết lại lịch sử về coronavirus và thế giới nên có cách nhìn khác với Trung Quốc đại lục? Nhưng biết ơn chẳng hạn.